Châu Tiến Thiệp Hồng. À, và cô này cũng đang mặc áo dài tím rất là đẹp. Xin dành một tràng pháo tay với tiếng hát của chị Kim Hoa. Kim Hoa xin chào tất cả quý vị có mặt hôm nay. Một lời chào thân ái, nồng nhiệt nhất.
Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Đây là chương trình đêm hội trăng rằm do công ty Yusta Production của cô Chu Đi Ngô cùng với tất cả